Vì sao Thủy dám nhận đặt may vài áo online từ xa? Nhiều lúc mà thợ đang may dở như thế này xong rồi mình nhảy vào mình may mắt là khách có hàng rồi, có hàng luôn rồi. Nhiều lúc chỉ cần nửa tiếng hay một tiếng thôi, nhưng mà khách người ta có nhu cầu, người ta đến người ta lấy, người ta đi luôn. Nên là thôi mình còn giải quyết được, chứ ngày mình mà không biết may thì rất là nguy hiểm. Mười mấy năm làm may rồi. Chẳng giấu gì các bạn đâu, mình không phải mười mấy năm đâu, mình lên tận 20 năm rồi. Từ năm 2002 cho đến bây giờ là bao nhiêu năm ạ? 20 năm liền đấy. Bước sang năm 21 là mình làm cái nghề này rồi. Tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng muốn may. Mình trải qua rất là nhiều, từ làm thợ là bao nhiêu thời gian. Sau đó là mình trải nghiệm tất cả các loại máy trong ngành công nghiệp thời trang ấy. Đấy, máy móc thiết bị của ngành của ngành thời trang thì mình cũng nắm bắt được hết rồi. Sau đó thì mình cũng đã trải qua rất là nhiều năm kinh nghiệm về kỹ thuật may, hàng thiết kế. Cho nên lúc bây giờ thì cái đấy là cái điều kiện đầy và đủ để khi mình làm lên ấy, mình làm hàng cho khách ấy. Mình làm hàng cho khách thì khi mà thợ mình làm người ta gặp khó khăn điều gì thì mình vẫn có thể chia sẻ và hướng dẫn người ta được. Là cái kỹ năng khi vào từng loại vải một thì đứng chất liệu như thế nào, mình phải xử lý bằng cách nào. Và kết cấu đường may như thế này nó phức tạp, nó đơn giản thì phải xử lý ra làm sao. Tùy vào chất liệu, tùy vào kết cấu đường may để mình làm sao cho sản phẩm trở nên đẹp hơn. Đấy là cái mà nó là kinh nghiệm, nó cho mình một cái kinh nghiệm xương máu khi mình có trong quá trình mình làm cho khách ngày xưa là mình tự thiết kế, mình tự may. Đấy, mình tự làm hết, hoàn thiện sản phẩm để mình trải nghiệm hết tất cả các form dáng của từng khách hàng một, từng chất liệu một và các loại thiết bị, máy móc thiết bị để xem mà lên. Đôi khi nó rất nhiều cái sự ảnh hưởng này, vừa là chất liệu này, vừa kết cấu đường may này, vừa là do thiết bị nữa. Ba cái thứ đấy nó tạo nên được cái form dáng của sản phẩm. Cái không thể quan trọng nữa đó là mình chưa nói, đó là cái khâu thiết kế. Tuy nhiên thiết kế form dáng đã ok rồi, nhưng mà người thợ may mà người ta làm không ok thì lên sản phẩm nó vẫn không đẹp. Cho nên là người thiết kế mà nắm bắt được cái kỹ thuật may là một cái điều quan trọng, rất rất quan trọng để lên sản phẩm đẹp. Chứ không chỉ là form dáng đẹp nhưng mà trao cho một người thợ mà không có tay nghề thì nó trở nên sản phẩm bình thường. Cho nên là cái đấy mà cái mình rất muốn chia sẻ cho chị em tham khảo. Tại sao mà bên mình ấy, mình dám làm hàng thiết kế nhưng mà nhận đặt hàng online phủ sóng toàn quốc là vì vậy. Có nghĩa là mình tư vấn cho khách hàng từ form dáng cho đến chất liệu. Tùy cái dáng của mỗi người thì mình lựa chọn chất liệu khác nhau cho nó phù hợp với cái kiểu mà họ mong muốn, mà mặc lại đảm bảo là che khuyết điểm. Thì mình có chia sẻ cái điều này lên rất là nhiều. Thì đây là mình cũng nói thêm, và hàng cuối năm mình cũng đang rất là bận rộn nên tiện đây thì mình chia sẻ cho chị em mình thôi. Thế cái này thì đúng form lắm. Size của chị ấy thì cũng ngang ngang. Ngang size mình như trễ cao lắm nên là cái tay áo mà mình mặc vào thì nó sẽ bị dài. Đấy, này. Nó rất là đứng như này. Đấy, rộng nhưng mà rất là đứng form, rộng hơn mình. Của mình chỉ là size M thôi, nhưng chị là tương đương với size L. Và chiều cao của chị là 1m gần 70 cơ. Người ta mặc áo ngắn nhưng tay người ta rất là dài. Đấy, như này thì mới vừa. Áo ký giảm một lớp nha. Nhưng rất là đứng form. Rồi, bây giờ mình đi ăn đây. Đặc biệt là chất này không bao giờ biết nhầu là gì. Chị em mình có cho vào máy giặt giặt thoải mái, nhưng mà cho vào túi giặt cho mình nhá. Chứ mình đừng để lẫn tất cả các sản phẩm xong mà một cái diện tích nó rộng như vậy nó đánh loạn lên thì tất cả những cái phần mix dựng bên trong ấy nó sẽ làm cho nó không được an toàn. Nó không được an toàn. Chứ còn chất này thì không bao giờ biết nhầu là gì rồi. Và khá là mượt nên là không bị xù lông đâu. Đây, từ những cái nhỏ nhất như này đấy, cho nó hết về hết xong rồi cắm kim xuống dưới thì nó sẽ không bị nguy hiểm. Tắt điện.